Đây là lúa. Lúa này mua của ngoài ruộng á. Ở ngoài cái cánh đồng á. Nè, cứ cho ăn hết nha. Cho ăn vừa phải thôi. Okay. Rồi, đem ngoài cho nó đi. Ok. Chào chào. Xin chào. Cơm tới rồi nè. Trời ơi, nhiều con gà con bò. Tội mến nè. Sợ quá. Biết rồi, biết rồi. Come coming. Ê, bê, bê. Ê. Từ 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 từ. Nè, ăn cơm, ăn cơm. Ăn đi con. Mày uống nước nè. Nước sắc xe nè. Bị quá lứa già nè, mình cũng hái luôn nha. Cái này cho hái xót, mình có cần cái kéo cắt gì không ta? Không, cứ hái bằng tay vậy ha. Ừ. Bữa ngày là ở nhà cho thu hoạch một ngày là bao nhiêu ký cho? Con bữa tính ký chục ký coi. Rồi 7-8 ký, trung bình là chắc 7-8 ký. Nhiều quá ha. Cái này bây giờ người ta lấy bao nhiêu ký chăng? 10 ngàn. Có giá quá ha. Sáng hôm nay có anh Huân nữa cả nhà. Con gà to tát tới giờ có về hái được, nhưng nhỏ vậy đừng hái. Hái một cái về hái được. Rồi mấy cái bự bự thì hái luôn. Hết mấy cái này hết luôn. Hay khéo quá ta. Đi chơi bữa giờ rồi, giờ phải về với công việc thôi. Rồi anh hái lún dưới nữa nha. Mỗi người lún, cha lún trên, em lún mấy dưới đây nữa. Đồ bún này cha ở gì? Ở mình cha có thấy ai ăn sống không? Không có người ăn sống hả?
mà sao con thấy người Thái người ta ăn đồ bún sống không mà trời. Thấy con người ta ăn, ta chấm ăn nữa. Dạ. Dài luôn. Cả nhà thấy mấy cái trái dài dài hay đã không? Ừ. Nó giống giống như con nhắn quá. Một gan, hai gan, ba, bốn, bốn ngàn rưỡi là cỡ mấy mét cha? Một mét không cha? Bốn ngàn rưỡi, bốn ngàn rưỡi nữa là chạy chín tấc. Thì từ một một gan nữa là mình nói hai hai tấc. Đây là gần một mét. Hái này vui ha, hái này đã cha. Qua hôm nay không có đem kéo giật luôn. Cô qua bự gì thu hoạch được món khổ qua này. Đậu bún thì mình có thể làm đi bán, còn khổ qua thì mình để ăn. Đậu bún lựa ra cái ngon á. Ờ, tất cả để làm nhóm mà bị con gì chui vô rồi. Cái này là để làm nhóm nè. Mà cái này nó muốn nứt nó hư. Xong, được như đây cà. Mình sẽ đẩy này vô đặng lựa đi bán nha. Sau khi để đậu bún cho mẹ lựa thì bây giờ mình sẽ đi chăm sóc gà một chút. Bữa cho mua nhiêu ngàn ký cha? 8 ngàn. 8 ngàn ký mà mình phơi lại nữa nó sẽ nhót á. Chị cho mua lại là 11 ngàn. Phải mình mua luôn. Con mua cổ ngoại cũng 11-12 ngàn, tùy chiến rồi tùy loại gạo đẹp, lúa đẹp lúa xấu. 11 hoặc 12 ngàn. Vậy là mình mua tại ruộng nó rẻ hơn cha? Phơi nó nhót nhưng mà mình cũng còn lời hơn phải không? Là nó không, mùa mùa này nó không nhiêu đó. Tại vì lúa tươi á cả nhà, về phơi nó rút nhót rồi có lép nữa. Tính vậy thì mua lúa tươi ngon hơn rồi. Cho tụi nó ăn á.
bây giờ cái đó anh tỉa rồi, bây giờ còn một số cây này mình để nó bự nữa. Mình tỉa cái chỗ nào mà nó đông đông á. Nè, cái gì nè. Thơm quá. Hồi đợt em trồng tía tô này anh, ông nội mà lúc còn sống á, nội cắt cái lá nội ngửi á, thơm lắm. Mình sẽ cắt nha. Mình cắt ngang gốc vậy luôn, đừng có tiếc tiếc mà mình cắt nương quá. Cắt chè mới mới lên nữa. Bao nhiêu tía tô này là ăn đã luôn á. Ồ thơm á. Bây giờ mình sẽ đi con đậu bún nha. Đi thôi. Như cây chắc cỡ chừng 5kg à. Con đậu bún. Kiếp nạn 82 đi bán đậu bún được 4,6 kg là 46.000, nhưng mà chiếc xe Huyền nó bị hư rồi, nó bị xì luôn. Hai đứa ngồi lên sao thấy gì mà ủa kỳ, nó không giống như mọi ngày gì đâu mà nó cật sực vậy đó. Đứng xuống dòm, trời nó xẹp lép cái bánh luôn. Giờ cô chú đang sửa cho mình nè. À cô ơi, các cái đó là thuốc ngon hả? Ly siêu to khổng lồ. Ly siêu to khổng lồ. Sao anh đó? VIP. Khách VIP ạ. Đã cứng trả lời. Cà phê có rồi, đi về thôi. Đây. Cha ơi, cha anh tìm dạ. Xong ăn kẹo. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Dạ. Con đi bán đậu bún được 46.000. 46.000 hả? Mua cà phê hết 60.000. Thầm được. Rồi đi á, chiếc xe nó bị xì vỏ. Xong rồi đi giá 20.000. Để mà nó không để bán rồi bún mua gạo tao ăn còn ăn mua gạo. Bị âm. Vậy rồi sao? Vậy sao bốn heo trời. Mà cái nhà. Dạ.